xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay cái đàn lợn này em mới tách từ trên kia xuống. Nó hơi còi ra. Chậm ăn xuống lông thì em sẽ tiến hành là tiêm tẩy giun cho nó. Đây các bạn. Đây là thuốc tẩy giun nhá. Đấy, giun này ve ghẻ bọ chét này, mình tiêm đúng như hướng dẫn trên bao bì nhá. Trong mỗi một con này tầm 25 20 cân thì mình tiêm 1,5 cân. Đây, em đang chăn cán Tabaco rồi các bạn ạ, mã AD46S này. Cán này tại chỗ em ở nó 363.000 bao. Đây, em sẽ bắt đầu tiêm này. Để run theo để run cho nó ạ. Mình tiêm được con nào là mình đánh dấu con đó nhá. Con nào mà có xe anh tự động tiêm. Xong đàn này rồi đấy, còn 1-2 con thôi. Mày cho nó đói mình cho cám vào ăn tự động, mình cho nó đói thì nó sẽ tự biến các bạn. Mình sẽ ghép tiêm cho bác xịt các bạn. Lợn nó còi thì nó xù lông mà các bác đừng có quên tẩy giun cho nó nhé. Em xin chào tất cả mọi người nhé, mong một tháng nữa là lợn nó lên chứ không cái này thì chết các bạn. Giá